Chào cả lớp, trước khi chúng ta vào bài học mới của tuần này thì chúng ta cùng ôn lại những nội dung ta đã học trong tuần trước. Trong tuần trước ta đã đề cập đến mô hình hồi quy đơn. Đó là mô hình hồi quy nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến phụ thuộc là y, phụ thuộc vào một biến độc lập đó là x. Và đã xây dựng được hàm hồi quy tổng thể PRS. Giả sử ta có số liệu của một tổng thể thì từ số liệu đó ta sẽ xây dựng được một hàm hồi quy, và hàm hồi quy đó người ta gọi là hàm hồi quy tổng thể. Hàm hồi quy tổng thể theo dạng tuyến tính có công thức kỳ vọng có điều kiện của y khi biết x sẽ bằng beta 1 cộng beta 2 nhân với xy. Trong đó beta 1, beta 2 gọi là các tham số và tên gọi của nó là các hệ số hồi quy. Beta 1 cho biết giá trị trung bình của y khi biến độc lập nhận giá trị 0. Beta 2 cho biết khi biến độc lập x tăng hoặc giảm một đơn vị thì giá trị trung bình của y tăng hoặc giảm beta 2 đơn vị. Bên cạnh PRF ta có công thức thứ hai, đó là PRF ngẫu nhiên. PRF ngẫu nhiên sẽ có công thức y bằng beta 1 cộng beta 2 nhân xy cộng với ui. Trong đó ui được gọi là yếu tố ngẫu nhiên hay sai số ngẫu nhiên. Nó có mặt trong mô hình để đại diện phản ánh ảnh hưởng của các biến khác ngoài biến độc lập x tới biến phụ thuộc y. Nhưng trong thực tế, người ta không tìm được hàm hồi quy tổng thể. Chính vì vậy, thay vì tìm hàm hồi quy tổng thể, người ta dựa vào số liệu của một mẫu, người ta tìm một dạng hàm khác. Hàm đó người ta gọi là hàm hồi quy mẫu, ký hiệu là SRF. Và nếu như hàm hồi quy tổng thể có dạng tuyến tính, thì hàm hồi quy mẫu SRF sẽ có dạng y mũ bằng beta 1 mũ cộng beta 2 mũ nhân với y. Trong đó y mũ là ước lượng điểm của kỳ vọng có điều kiện của y khi biết x. Beta 1 mũ, beta 2 mũ là các ước lượng điểm của beta 1 và beta 2. Bên cạnh hàm SRF, ta có SRF ngẫu nhiên. SRF ngẫu nhiên bằng y sẽ bằng y mũ cộng với EI. Trong đó EI là số dư hay phần dư. Vậy câu hỏi cuối tuần trước đó là hãy viết các dạng hàm PRF, SRF của mô hình hồi quy đơn. Vậy PRF ta sẽ có hai công thức và SRF ta cũng sẽ có hai công thức. Và nhiệm vụ của ta sau khi biết hàm SRF, ta phải tìm được các giá trị, đó là giá trị beta 1 mũ và giá trị beta 2 mũ. Để tìm beta 1 mũ, beta 2 mũ, người ta sử dụng phương pháp OLS hay phương pháp bình phương nhỏ nhất. Và ta sẽ có 3 công thức để xác định được beta 1 mũ, beta 2 mũ dựa vào phương pháp đó. Thứ nhất, đó là công thức số 7, dựa vào hệ phương trình chuẩn, hệ 2 phương trình. Có thể dựa vào công thức số 8. Và có thể dựa vào công thức số 9. Và đây chính là 3 công thức để ước lượng tham số trong mô hình hồi quy đơn. Các câu hỏi còn lại ta sẽ sử dụng bài tập số 2 để trả lời tiếp. Ta xem lại bài tập số 2. Có số liệu về lượng cầu mặt hàng A quy 10 sản phẩm và mức giá tương ứng P ngàn đồng trên sản phẩm ở 10 khu vực bán hàng như sau. P. Số liệu lần lượt là 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. Quy 60, 55, 47, 43, 40, 38, 37, 35, 33, 30. Yêu cầu thứ nhất, hãy ước lượng mô hình quy bằng beta 1 cộng beta 2 nhân PI cộng với UI. Hãy cho biết ý nghĩa của các ước lượng. Kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không? Bài tập số 2 này, người ta không đưa ngay ký hiệu X và Y, mà thay vào đó người ta đưa ký hiệu là Q và P. Vậy trong ký hiệu Q và P này, ta phải xác định đâu là biến phụ thuộc và đâu là biến độc lập. Đề bài đó là mối quan hệ thứ nhất là mối quan hệ lượng cầu.
phụ thuộc vào cái thứ hai, đó là mức giá. Vậy lượng cầu phụ thuộc vào mức giá. Vậy lượng cầu Q chính là Y. Và mức giá P chính là X. Như vậy, hãy ước lượng mô hình QY chính là mối quan hệ Y bằng beta 1 cộng beta 2 nhân PY. Vậy đây chính là XY cộng với UY. Và với bài tập này, để đơn giản, chúng ta đã đặt Q là Y, P là X. Khi đó bài toán trở lại làm việc bình thường như bài tập số 1. Vậy tôi sẽ như sau. Mô hình hồi quy này vẫn là mô hình hồi quy hai biến. Một biến phụ thuộc Y, phụ thuộc vào mức X. Số quan sát ta đếm đó là N bằng 10. Và ngay từ bài toán ban đầu ta đặt P là X và đặt Q là Y. Và nếu ta sử dụng hệ phương trình chuẩn, ta phải tính các con số, đó là tổng X lớn, tổng Y lớn, tổng X lớn nhân Y lớn và tổng X lớn bình. Và đã tìm được các kết quả lần lượt: tổng X lớn bằng 1450, tổng Y lớn bằng 418, tổng X lớn nhân Y lớn bằng 558.090 và tổng X bình bằng 218.500. Dựa vào công thức số 7, ta lắp các con số tính được vào hệ phương trình hai ẩn, ta tìm được beta 1 mũ bằng 86,0909, beta 2 mũ bằng -0,3055. Nếu ta dựa vào công thức số 8, thì ta cần tìm thêm con số, đó là X ngang và con số Y ngang. Và lắp vào công thức, ta vẫn tìm ra được beta 1 mũ bằng 86,0909 và beta 2 mũ bằng -0,3055. Nếu theo công thức số 9, thì ta phải tìm thêm con số, đó là tổng X nhỏ Y nhỏ và tổng X nhỏ bình. Và lắp vào công thức số 9, ta cũng tìm ra được giá trị beta 1 mũ bằng 86,0909 và beta 2 mũ bằng -0,3055. Như vậy, ta sẽ tìm được mô hình ước lượng, kết quả đó là Y mũ bằng 86,0909 trừ đi 0,3055 nhân với Y. Vậy ta nhận thấy ở bài tập số 2 này khác với bài tập số 1. Đó là bài tập số 2 này ta thấy beta 2 mũ tính ra âm. Nếu như bài tập số 1 beta 2 mũ tính ra dương, thì ở bài tập số 2 này beta 2 mũ tính ra âm. Kết quả này hoàn toàn phù hợp. Vì sao ạ? Trong bài tập số 1, ta nghiên cứu mối quan hệ chi tiêu phụ thuộc vào thu nhập. Chi tiêu tỷ lệ thuận với thu nhập. Chính vậy, thu nhập tăng, chi tiêu cũng tăng. Thu nhập giảm, chi tiêu cũng giảm. Chính vì vậy, beta 2 mũ sẽ mang dấu dương. Nhưng trong bài tập 2 này, ta nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc, đó là lượng cầu phụ thuộc vào giá. Lượng cầu tỷ lệ nghịch với giá. Nghĩa là khi giá tăng thì lượng cầu sẽ giảm, khi giá giảm thì lượng cầu sẽ tăng. Chính vì vậy, beta 2 mũ ra tính ra số âm, đó là hoàn toàn phù hợp với lý thuyết kinh tế. Chính vì vậy, ta kết luận beta 2 mũ nhỏ hơn 0, phù hợp với lý thuyết kinh tế. Và ý nghĩa beta 2 mũ bằng -0,3055 sẽ cho biết khi giá sản phẩm A tăng hoặc giảm 1.000 đồng trên sản phẩm, ta nhìn tăng hoặc giảm. Vì mối quan hệ tỷ lệ nghịch thì ước lượng lượng cầu trung bình mặt hàng A nó sẽ giảm hoặc tăng. Nghĩa là giá mà tăng thì lượng cầu sẽ giảm. Mà giá mà giảm thì lượng cầu sẽ tăng. Và tăng giảm của ta chính là 0,3055, đơn vị là 10 sản phẩm. Chính vì vậy tôi có thể viết là 3,055 sản phẩm. Các câu hỏi tiếp theo, hãy tính TSS, EDS, RSS. Hãy tính ước lượng của phương sai yếu tố ngẫu nhiên. Hãy tính phương sai và độ lệch chuẩn của các ước lượng hệ số hồi quy. Hãy tính hệ số xác định và hệ số tương quan, nêu ý nghĩa. Các câu hỏi này sẽ ôn tập các công thức mà ta đã học ở tuần trước. Thứ nhất, đó là tính TSS. TSS ta dựa vào công thức, đó là bằng tổng Y lớn bình
trừ đi n y ngang bình. Y ngang đã tính ở câu trước, ta tính thêm tổng y lớn bình bằng 18.310 và ta tính được TSS lắp vào sẽ bằng 837,6. TSS ta dựa vào công thức bằng beta 2 mũ bình nhân với tổng x nhỏ bình. Beta 2 mũ bình đã tìm được ý thứ nhất, tổng x nhỏ bình đã tìm ý thứ nhất, lắp vào tìm ra kết quả là 769,746. Và RS chỉ bằng TSS trừ đi SS bằng 67,854. Ý thứ ba, hãy tính ước lượng của phương sai yếu tố ngẫu nhiên, đó chính là sigma mũ bình. Sigma mũ bình bằng tổng E bình chia cho N trừ 2. Và tổng E bình đó chính là RSS. Như vậy nó chính là bằng 67,854 chia cho 8 và kết quả ra 8,482. Ý thứ tư, hãy tính phương sai và độ lệch tiêu chuẩn của các ước lượng hệ số hồi quy. Phương sai của các hệ ước lượng của hệ số hồi quy chính là va beta 1 mũ, va beta 2 mũ. Sau đó, ta căn bậc 2 sẽ tìm được xe beta mũ và xe beta 2 mũ. Và đây là kết quả tính toán được của phương sai và độ lệch chuẩn của các ước lượng hệ số hồi quy. Va beta mũ bằng 22,464. Xe beta mũ bằng 4,7396. Va beta 2 mũ bằng 0,001. Và xe beta 2 mũ bằng 0,032. Ý cuối cùng, hãy tính hệ số xác định và hệ số tương quan nêu ý nghĩa. Hệ số xác định đó là R bình. R bình bằng ETS chia cho TSS. Ta đã tìm được ở ý thứ hai. Lắp vào công thức, ta sẽ tìm ra kết quả là 0,919. Vậy sẽ cho biết biến độc lập giải thích bao nhiêu phần trăm sự thay đổi của biến phụ thuộc. Như vậy cho biết giá bán giải thích 91,9% sự thay đổi của lượng cầu. Hệ số tương quan bằng căn bậc 2 của R bình. Như vậy nó sẽ bằng căn bậc 2 của 0,919. Vậy nó sẽ bằng cộng trừ 0,959. Nhưng do beta 2 mũ mang dấu âm, hệ số tương quan cùng dấu với beta 2 mũ, vậy nó sẽ bằng trừ 0,959. Như vậy, hệ số tương quan này cho biết tương quan tuyến tính giữa giá bán và lượng cầu chặt chẽ và là tương quan tuyến tính nghịch. Ý cuối cùng cần giải quyết mà buổi trước giao về nhà đó là tìm hiểu về phần mềm eView. Vậy hôm nay cô sẽ giới thiệu chúng ta một chút về phần mềm eView. Trên màn hình của cô có hai eView. eView cổ nhất đó là eView 4 và eView mới nhất đó là eView 10. Bây giờ cô sẽ vào phần mềm eView 10. Còn tương tự như vậy các phần mềm eView khác nó cũng tương tự nhau. Nó chỉ là khác về bảng nâng cấp. Đây là màn hình hiện ra của eView. Và muốn làm việc với eView, nếu có eView cũ ta phải vào File, vào New Up File. Nhưng ở đây ta sẽ vào luôn tạo một New Up File. Và số liệu của ta trong bài tập số 2 đó là số liệu chéo, chính vì vậy ta lựa chọn số liệu. Và số quan sát đầu tiên là 1, số quan sát thứ 2 cuối cùng là 10. Ta ấn OK. Như vậy ta đã tạo được ra một cái word file mà sau này ta sẽ làm việc với tất cả các đối tượng liên quan của ta trong bài tập ở đây. Bây giờ ta phải tạo biến. Có rất nhiều cách để tạo biến. Đây là một cách. Ta vào Object, vào New Object. Vì biến này là series, ta chọn biến series. Và P đó là X, tôi nhập là X. Vậy ta đã tạo được một biến X. Tương tự như vậy, ta sẽ vào New Object, ta tạo biến thứ hai, đó là biến Y. Như vậy tôi đã tạo được hai biến X và Y. Tôi đưa nó vào một nhóm Open and Group. Như vậy tôi đã có một nhóm để nhập số liệu cho biến x và biến y. Và muốn tạo biến x nhập số liệu x y, ta vào edit cộng trừ để nhập dữ liệu. Vậy ta lại nhập lần lượt x 100, 110
120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. Dữ liệu y 60, 55, 47, 43, 40, 38, 37, 35, 33, 30. Và tôi muốn tạo cái nhóm này, muốn ghi lại, tôi vào nên đặt tên là group 01, tôi ok. Như vậy khi tách đối tượng này ra, tôi mở group 01, tôi có số liệu của biến x và số liệu của biến y. Bây giờ tôi muốn đưa được bảng equation, tôi vào quick, tôi vào estimate equation, tôi đánh y cách c cách x. Tôi đã được ra được bảng số liệu equation của mối quan hệ biểu cầu phụ thuộc vào giá. Và tôi thấy rằng các con số lần lượt 86,09091 này chính là beta 1 mũ, trừ 0,305455 này chính là beta 2 mũ, 4,739617 này chính là zeta 1 mũ, 0,032064 này chính là zeta 2 mũ, 0,918989 đó chính là R bình, 2,912356 đó là sigma mũ, và 67,85455 đó chính là RSS. Tiết này chúng ta tạm dừng tại đây.